thuốc dán bàn chân công ty Bình Minh đây nè. Ai trong đêm khuya toàn thân đau nhức, ai có làn da khô khan sần sùi, ai không ngủ ngon, ai hay mệt mỏi, ai bị hôi chân, hôi nách, hôi mồm. Hãy nhớ, hãy nhớ. Công ty thuốc Bình Minh xin được hân hạnh giới thiệu sản phẩm số 234 thuốc dán bàn chân. Dược thảo này giúp cho ta giải độc cơ thể, giúp da tươi mát, giảm thấp khớp suy thận, thư giãn gân cốt, giúp ngủ ngon, khử mùi hôi chân. Hàng thuốc Bình